rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Hành Trình Ẩm Thực Việt Nam cùng với sự đồng hành của Bia Sài Gòn. Hiện tại thì Kim Thảo đang có mặt tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định và đây cũng là điểm đến trong hành trình ngày hôm nay. Quy Nhơn là thành phố ven biển miền Trung Việt Nam. Thành phố Quy Nhơn nằm ở phía đông nam của tỉnh Bình Định. Phía đông là Biển Đông, phía tây giáp huyện Tuy Phước, phía bắc giáp huyện Tuy Phước và huyện Phù Cát. Quy Nhơn có nhiều thế đất khác nhau, đa dạng về cảnh quan địa lý như núi, rừng, biển và hồ. Bờ biển Quy Nhơn dài 72 km, diện tích đầm, hồ nước lợ lớn. Tài nguyên sinh vật biển phong phú, có nhiều loại đặc sản quý có giá trị kinh tế cao. Các ngành kinh tế chính của thành phố gồm công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ cảng biển, nuôi và khai thác thủy hải sản, du lịch. Đến với Quy Nhơn, ngoài những nét đẹp thiên nhiên ban tặng, thì ẩm thực cũng là một trong những cái rất đáng quan tâm, vì tại đây chứa đựng nhiều sản vật, những đặc sản thơm ngon. Món ăn đầu tiên mà chương trình muốn mời quý khán giả khám phá đó là món bún rạm. Mỗi buổi sáng sớm, được thưởng thức bát bún nóng hổi, người ta như cảm nhận được cả hương vị của những cánh đồng lúa bát ngát, mùi vị của các loại thủy hải sản. Để làm món này, rạm phải chọn là loại ở đầm Trà Ô mới có vị ngọt, thơm khác biệt. Thường những người sành ăn sẽ chọn những con rạm cái, vì vỏ mềm, nhiều gạch, càng to, thịt chắc. Rạm được ngâm cho sạch đất, rồi rửa lại, xay nhuyễn, lọc nước như cách làm cua, nêm nếm gia vị, rồi đem đun lên trên bếp lửa riu riu. Hành khô sắc nhỏ được phi thơm cùng mỡ hay dầu ăn, rồi đổ vào nước rạm cho dậy vị thơm. Khi sôi, nước rạm sẽ sánh lại và nổi những ván thịt, ván mỡ đặt cả nồi nước. Làm bún cũng lắm công phu, phải chọn loại gạo ngon rồi ngâm, xay nhuyễn và cho vào trong túi vải cho rút nước. Khi có khách gọi, chủ hàng sẽ làm bún tươi ngay tại chỗ, nên khi ăn, bát bún vẫn còn nóng hổi và thơm mùi gạo. Trên bề mặt tô bún vừa được làm, chủ hàng chan nước rạm sóng sánh những ván rạm vàng ươm, thơm phức. Món bún rạm đơn giản là vậy, nhưng khi ăn bạn sẽ cảm nhận được sự hòa quyện giữa bún tươi và nước rạm, kèm với bánh tráng gạo nướng. Thực khách vừa húp, vừa suýt xoa vì nóng hổi, tận hưởng vị ngọt ngào, thơm ngon của rạm Quy Nhơn. Ta-da! Bắt đầu một buổi sáng với tô bún rạm thơm ngon này thì món này là một trong những món mà đặc sản duy nhất có tại Quy Nhơn, Bình Định. Và đây là những nguyên liệu mà nhà làm hết. Và như quý vị thấy thì sợi bún rất là trong và dai. Và bún rạm này thì mọi người nghe có lẽ là sẽ thắc mắc. Ngay chính bản thân Kim Thảo thì Kim Thảo cũng rất là thắc mắc vì con rạm nó rất là nhỏ và hình dáng nó giống như con cua. Nhưng thực chất thì nó là con rạm chứ không phải là con cua đâu nha quý vị. Và ngay bây giờ thì Kim Thảo sẽ thưởng thức đây. Và món này khi mà chúng ta thưởng thức thì cũng rất là đặc biệt. Khi mà quý vị muốn ăn thì quý vị phải vớt cái lên như vậy lúc mà còn nóng. Sau đó chan vào bún. Và bây giờ thì chúng ta trộn lên để ăn. Wow, quá là ngon. Vì là bún nhà làm và được ép tươi tại chỗ nên khi là chúng ta ăn vào chúng ta sẽ cảm giác là nó rất là dai. Và cái cọng bún mới nhai là nghe sừng sực luôn quý vị. Và khi Kim Thảo hút cái nước rạm này vào thì cảm nhận đầu tiên của Kim Thảo đó chính là vị rất là đậm vị của miền Trung, Quy Nhơn, Bình Định. Và cái thứ hai để là cái mùi thơm thơm nhẹ nhẹ của hành và ngò khi được nêm nếm vào. Còn rạm thì rất là tươi và Kim Thảo nghe được cái mùi đặc trưng của rạm. Chuyến xe của hành trình tiếp tục lăn bánh tìm đến món đặc sản thứ hai tại đất võ Bình Định, đó là món bánh hỏi lòng heo. Thưa quý vị, khi đến với Quy Nhơn, Bình Định thì chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua món đặc biệt này. Và để tìm hiểu món này thì xin mời quý vị hãy cùng theo Kim Thảo khám phá nhé.
Bánh hỏi là đặc sản quen thuộc của nhiều địa phương ở Việt Nam, nhưng mỗi nơi thì có những cách chế biến cách điều riêng cho món bánh hỏi. Ví như đến Quy Nhơn mà chưa ăn một đĩa bánh hỏi lòng heo thì xem như chưa tới đó. Món bánh hỏi được làm từ bột gạo tẻ ngon hoặc gạo thơm. Sau khi được đãi kỹ, sẽ được ngâm với nước qua một đêm. Gạo đem xay có mịn và trắng hay không tùy thuộc vào tỷ lệ của nước và gạo. Bột sau khi được đổ vào khuôn làm bằng đồng có dạng hình trụ hoặc chữ nhật với nhiều lỗ nhỏ. Đem hấp cách thủy trong khoảng 3 phút. Bánh hỏi sẽ được để nguội và tách thành từng miếng, thêm lá hẹ đã được thái nhỏ, thêm chút dầu ăn để bánh không bị dính vào nhau. Qua như thế này là cũng học hỏi ra rồi mới làm. Nhưng mà cô bán cái này là ở đây là trên 55 năm rồi. Thì cô ở đây gạo cô là cô nấu cháo phải có đậu xanh, có dầu, có phi hành của trong đó, chứ không phải nấu gạo không như người ta. Lòng là cô lấy buổi sáng, sáng là cô mới đi lấy lòng lận. Cô ra lòng tươi cô lấy, chứ không có lấy lòng mà họ mổ sẵn. Cái dầu hẹ thì cô, nhưng mà dầu mình thắng lên vậy thôi, dầu canh mình thắng lên, đập tỏi hành hẹ vậy thôi. Hẹ xẻ đúng là nó thơm hơn, nó nhỏ nhỏ cái cọng nó hẹ xẻ, chứ không phải hẹ như thành phố. Nó thơm hơn, nó ngon hơn. Bỏ vô đây là cái hẹ nó thơm, với cái đây ăn như cái đây là nó thơm, nó đặc trưng của mùi bánh của nó. Món bánh hỏi lòng heo khiến không ít người thêm nhớ về đất Bình Định mỗi khi phải đi xa, nên món ăn này được người dân nơi đây chọn là món ngon đãi khách để thể hiện tình người và sự hiếu khách. Wow, trước mặt Kim Thảo là một dĩa bánh hỏi lòng heo cực kỳ hấp dẫn luôn. Và kế tiếp đó là chén súp cháo bé bé xinh xinh như thế này. Và kế tiếp nữa là chén nước chấm chua ngọt do chính nhà pha chế. Và ngay bây giờ thì Kim Thảo sẽ thưởng thức đây. Một chút bánh hỏi trải lên trên, một chút xíu lòng cuốn lại, chút xíu nước chấm. Cảm nhận đầu tiên của Kim Thảo đó chính là mùi thơm của hẹ sẻ khi mà được phi đều lên. Kế tiếp là phần bánh hỏi thì rất là tươi, là bởi vì không có nghe mùi hăng của bột như những loại bánh hỏi khác mà khi chúng ta dùng. Và điều đặc biệt đó chính là lòng. Vị lòng ở đây khi mà Kim Thảo thưởng thức thì không có bị hăng mùi và cũng không bị khó chịu, nhưng vẫn lưu giữ được lại mùi hương thơm nhẹ nhẹ, và bên cạnh đó là cái vị giòn giòn ngọt ngọt của lòng. Kế tiếp là Kim Thảo sẽ thử một chút xíu cháo nhé. Và cảm nhận của Kim Thảo với chén cháo lòng bé bé nhỏ nhỏ như thế này đó chính là mùi thơm của cháo và vị ngọt mà của lòng khi mà chúng ta dùng nước luộc để nấu cháo. Tạm biệt món bánh hỏi lòng heo thơm ngon hấp dẫn, để cùng hành trình tìm hiểu một món ăn khác cũng mang đậm hương vị Quy Nhơn, đó là món bánh xèo tôm nhảy. Ngay từ tên gọi, bánh xèo tôm nhảy đã gợi được sự tò mò, hứng thú của thực khách. Món ăn có cái tên như vậy bởi nguyên liệu đặc biệt để tạo nên món bánh xèo hấp dẫn chính là những con tôm đất đỏ au tròn mẩy mới đánh bắt lên còn nhảy đành đạch. Tức là sáng sớm á cháu, sáng sớm là khoảng 5-6 giờ người ta đem tôm sống lại. Đó, mình mới cắt đầu, cắt đuôi. Đó, mình có khách vô là mình đổ. Với cái từ chú giặt cái từ tôm nhảy là có cái sự mà thị hiếu, cái hiếu kỳ của khách á. Người ta dùng cái từ là lạ vậy, người ta mới tò mò, người ta mới ấy. Cái đúng là mình đặt cái từ tôm tươi tôm đồ thì nó bình thường rồi đó, cho nên chú mới đặt cái tên là bánh xèo tôm nhảy đó. Ở đây dùng chủ yếu là tôm đất cháu. Quán này chú mở được 12 năm rồi cháu. Nói về thành phố Quy Nhơn, gia đình chú là đầu tiên ở Quy Nhơn luôn đó, đầu tiên mới xuất xứ bánh xèo tôm nhảy luôn đó.
Đến với quán ăn, thực khách sẽ được lắng nghe âm thanh xèo xèo của bột, những con tôm tươi ngon trên bếp lửa, được nhìn người thợ đúc bánh luôn tay, đổ bánh vô cùng điêu luyện. Bột bánh, tôm và gia vị nêm nếm của người Bình Định đã khác so với vùng miền khác. Bột là bánh xèo truyền thống được lựa chọn, là gạo ngon của mùa cũ, loại gạo nở vừa, đem ngâm với một ít muối qua đêm. Muối làm cho bột không bị chua, sáng sớm khi những bếp lò đã nhóm, các mẹ dậy sớm xay bột. Bột xay trên những cối đá, bột mịn, nhuyễn. Món bánh xèo tôm nhảy ngon, yếu tố quan trọng là tôm. Phải chọn tôm đất tươi, to đều, không sơ chế hương vị. Khi đúc bánh, tôm giữ nguyên vị ngọt, ngon vốn có. Tức là trước khi mà bắt đầu mình chiên là mình đổ dầu trước. Đó. Dầu bắt đầu nó sôi mình bỏ tôm vô. Rồi khi mẻ rồi mình mới đổ bột lên. Đó. Thì mình để như vậy, khi mà nó giòn lên bắt đầu là mình mới vớt xuống. Rớt xuống là mình để cho ráo dầu, mình mới đem lại cho khách. Đó. Với điều kiện là dầu nó phải nhiều, dầu ít là đổ không được. Và cái bánh nó không có được giòn đều của cháu à. Khâu chế biến không phải giản đơn, khâu thưởng thức cầu kỳ chẳng kém. Ăn bánh xèo tôm nhảy ngon phải chọn đúng quán, ăn đúng cách, như những người sành ăn vẫn nói. Nước chấm là nước mắm cay, nhưng mỗi quán đều có cách pha chế riêng. Khách vừa miệng hay không còn phụ thuộc vào khâu nước mắm. Cái nước chấm này nó phải qua nhiều cái giai đoạn cháu. Mà cái quan trọng là cái liều lượng của nó là bao nhiêu nước mắm, bao nhiêu nước, bao nhiêu đường, mình nấu thời gian trong bao lâu nó mới ngon được. Chứ dù mình để nó sắc quá thì nó bị mặn, mà mình để mà nó mau quá thì mình là nó bị ngọt mất. Trước mặt Kim Thảo đây là hai dĩa bánh xèo tôm nhảy chính gốc của đường Diên Hồng. Và ngay bây giờ thì Kim Thảo rất là nóng lòng để thưởng thức, và Kim Thảo xin mời quý vị nhé. Đầu tiên thì cắt bánh xèo ra làm đôi. Như quý vị thấy thì tôm còn rất tươi và đỏ. Chúng ta có rau gì đây? Rau salad nè, rau thơm nè, tía tô và một ít rau mầm, dưa leo và xoài bào sợi, và cuối cùng là nguyên liệu chính, đó chính là bánh xèo. Bây giờ thì là cuốn lại thôi. Và bây giờ thì trên tay Kim Thảo có một cuốn bánh xèo rất là to, và công đoạn cuối cùng là gì? Chỉ là chấm nước chấm và ăn. Cảm nhận đầu tiên của Kim Thảo đó chính là vị rau rất là tươi được bao bọc bên ngoài. Và kế tiếp đó là vị giòn của bánh, giòn rụm và thơm nè. Rồi tôm thì rất là tươi và ngọt. Và cuối cùng mới là cái phần nước chấm rất là sánh nè, chua chua, ngọt ngọt, và thơm cái mùi chanh khi mà pha với lại nước chấm. Và để có thực đơn thêm phong phú thì chúng ta có thêm bánh xèo bò nữa quý vị. Bánh xèo bò thật ra thì cái mùi thơm cũng không kém cạnh với lại bánh xèo tôm nhảy đâu nha. Hành trình đầy thú vị tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Một lần nữa xin cảm ơn Bi Sài Gòn đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 9:45 sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9.